phép thay mặt cho hai bên gia đình, thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn quan viên hai họ. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã không ngần ngại dành thời gian và Ngọc để tham dự cùng với gia đình trong buổi lễ trưa hôm nay. Và sự hiện diện đông đủ của quý vị các bạn là niềm rất vinh hạnh cho hai bên gia đình, là lời chúc mừng hạnh phúc quý báu nhất đối với cô dâu và chú rể. Và một lần nữa chúng tôi xin được chuyển lời của hai bên gia đình, chuyển lời của cô dâu và chú rể xin được gửi đến hai gò cùng quý vị các bạn có mặt tại không trường trưa hôm nay một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và đúng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quan viên hai họ, thưa tất cả quý vị khách quý của hai bên gia đình, theo quy luật của tàu hóa, nếu trái đất không có âm dương thì cây cối không thể tươi tốt để đem hoa kết trái, nếu con người không có nam nữ để gần gũi và chăm sóc cho nhau thì không thể duy trì sự phát triển của xã hội loài người. Và phát xuất từ khởi điểm đó, đàn trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng đã trở thành quy luật tất yếu trong cuộc sống. Và đối với đôi trương ương, Thùy Dung và Trang Quân cũng không gọi lời đó. Họ đã gặp nhau, đã yêu nhau và đã cùng nhau mơ ước xây dựng lâu đài hạnh phúc. Tiếp rồi họ đã quyết định tính đến hôn nhân. Và ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Thìn, được sự cho phép của chính quyền sở tại cũng như sự tác hợp của hai bên gia đình, chính thức long trọng tổ chức lễ thành hôn và vu quy cho cô dâu Võ Thị Thùy Dung là con quý nữ của ông Võ Thái, bà Huỳnh Thị Bảo ở tại thôn Trung Sơn, Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam. Và xuân duyên hạnh phúc trăm năm cùng với chú rể Nguyễn Danh Quân là con quý nam của ông Nguyễn Danh Nam, bà Nguyễn Thị Sừng ở tại thôn An Đông, An Bình, Nam Sắc, Hải Dương. Và hôn lễ đang được chính thức long trọng tổ chức trong ngày hôm nay. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Về tham dự cùng với gia đình trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của vị đại biểu đại diện chính quyền sở tại, và trân trọng kính giới thiệu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái, đại diện gia đình họ nhà trai cùng tất cả bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Và xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau dành cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Vâng, và xin được cảm ơn quý vị. Ngay sau đây, hân hạnh giới thiệu đến quý các bạn hai nhân vật chính trong buổi lễ hôm nay, đó chính là đôi tân hôn. Và chúng tôi xin mời chú rể Danh Quân hãy đưa cô dâu Thùy Dung ra phía trước hôn trường để ra mắt hai họ cùng quý khách quý có mặt tại hôn trường chưa hôm nay. Vâng, xin mời chú rể hãy dành cho một pháo tay thật lớn và thật dày để chào mừng sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong hôn trường hôm nay, đó chính là cô dâu Thùy Dung và chú rể Danh Quân. Vâng, xin mời. Và chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể cùng dìu nhau đến với sân khấu tình yêu nơi hạnh phúc thăng hoa. Hãy cùng nhau cúi đầu chào quan viên hay gọi chào quý khách quý có mặt tại hôn trường. Dân Quân đi đến bến bờ hạnh phúc. Vâng, và kính thưa quý vị, thưa tất cả các anh chị các bạn thân mến, các cụ ta vẫn thường nói rằng trai khôn tìm vợ, gái lớn gả chồng. Và ngày hôm nay thì Dung và Dân Quân họ đã gặp nhau, họ đã tìm thấy nhau, tìm thấy một nửa còn lại của mình. Thưa quý vị, và tình yêu có một cái gì đó rất cao cả và thiêng liêng. Và trong những ngày tháng yêu nhau, đôi bạn trẻ Thùy Dung và Danh Quân họ đã cùng nhau nói rằng yêu nhau ước nguyện một lời, cưới nhau ta nguyện suốt đời bên nhau. Thưa quý vị, họ đã cùng nhau thề non hẹn biển, thế nên ông tơ bà Nguyệt đã kết tóc xoay duyên trò. Và ngày hôm nay họ đã trở thành một đôi trai tài gái sắc. Và trong ngày hôm nay, với sự chứng kiến của hai họ, với sự có mặt đông đủ của quý các bạn tại hôn trường hôm nay, là để chứng minh cho tình yêu của Thùy Dung và Danh Quân đã thực sự đơm hoa kết trái. Và ngay bây giờ, xin quý chúng ta hãy dành cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc cho được trăm năm hạnh phúc. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, trong ngày hạnh phúc thăng hoa của Thùy Dung và Danh Quân, và niềm vui hạnh phúc lớn hơn vẫn chính là niềm vui hạnh phúc của hai bên gia đình. Và để cùng chia sẻ niềm vui này, chúng tôi trân trọng kính mời cùng lên sân khấu. Vì phía gia đình họ nhà gái, chúng tôi trân trọng kính mời ông Võ Thái, bà Huỳnh Thị Bảo là ông bà song thân của cô dâu Thùy Dung. Và về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Danh Nam là ba của chú rể Danh Quân, cùng một vị đại diện đó là chị gái của chú rể, chị Nguyễn Thị Thúy. Vâng, và như vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình hãy cùng lên sân khấu để cùng chia sẻ, cùng tận hưởng niềm vui trong ngày hạnh phúc thăng hoa của Thùy Dung và Danh Quân hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa quý vị, thưa tất cả các anh chị và các bạn thân mến, nhà trai nhà gái tuy xa nhưng có hai chữ xưa gia làm gần.
và để cùng nhau chúc mừng cho tình xuôi gia của hai bên gia đình Võ và Nguyễn được gần gũi và bền chặt hơn trong quan niệm hạnh phúc vĩnh cửu của cô dâu Thùy Dung và chú rể Dân Quân. Và một lần nữa xin quý chúng ta hãy dành cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng niềm vui và hạnh phúc của hai bên gia đình. Và thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, điều rất vinh hạnh cho hai bên gia đình, quý các bạn đã nhận lời mời và không ngần ngại đến chia sẻ niềm vui cùng với gia đình, cùng chúc phúc cho đoàn thể Thùy Dung và Dân Quân hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý có mặt tại công trường trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình họ nhà gái. Chúng tôi hôm nay nghe tình huống của hai cháu, tôi thay mặt họ nhà gái xin phát biểu đôi lời với tất cả bà con mọi người. Nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Thìn. Được sự cho phép của họ nhà gái, tôi thay mặt xin gửi tới đoàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và sau đây chúng tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin nhận cháu Nguyễn Dân Quân là cháu rể của họ Võ và con rể của Võ Thái và Huỳnh Thị Bổ. Và sau đây chúng tôi không gì hơn xin gửi đến họ đàn trai một lời nhắn nhủ tất cả những gì đó. Cháu còn nhỏ, lúc lớn lên còn đi học, bỡ ngỡ chưa sống với gia đình, có sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Mong cô dì chú bác và tất cả bà con bên nội của chú rể hãy chăm sóc và bảo ban cho cháu nên người và trở thành một người công dân tốt của xã hội và của gia đình. Xin cảm ơn. Và có một lời nữa cậu cũng khuyên hai cháu, để từ nay trở lên cháu đã tìm hiểu rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có ngày thánh riêng, cậu chỉ mong hai cháu cố gắng vun đắp tình cảm trở thành một người có ích cho xã hội và cho gia đình, và mong hai cháu hãy tìm kiếm lại tất cả những gì bao nhiêu năm nay hai cháu đã tìm hiểu. Mong hai cháu cố gắng tạo dựng và vun đắp đến trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng không gì hơn, tôi xin tất cả thay mặt cho họ nhà gái và xin chào hết tất cả họ đàn trai, họ đàn gái và tất cả hôn trường và gửi tới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin hết. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu chân thành cảm ơn của vị đại diện gia đình họ nhà gái. Và để tiếp nối gia đình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình họ nhà trai cũng có đôi lời phát biểu đến vị có mặt tại hôn trường trưa hôm nay. Thưa các cụ, các ông, các bà, nam nữ, bạn bè của hai cháu, qua thời gian tìm hiểu và tự nguyện của hai cháu đã được hai gia đình công nhận, được hai chính quyền địa phương Quảng Nam và Hải Dương công nhận. Hôm nay giờ thiêng, ngày lành tháng tốt, gia đình nhà gái đứng lên tổ chức cho hai cháu và gia đình ông Xui, tức là Võ Thái và Huỳnh Bổ đã tổ chức. Tôi thay mặt cho họ nhà trai, cũng là bố đẻ của cháu Nguyễn Dân Quân và bố chồng của Võ Thị Dung, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị và các cụ, các ông, các bà tại hội hôn. Trong khi tôi thay mặt cho gia đình nhà trai, từ giờ phút này xin công nhận cháu Võ Thị Dung là con dâu của gia đình chúng tôi và là con dâu của dòng họ, dòng hệ thứ 12 của dòng họ Nguyễn Danh Hải Dương của chúng tôi. Cuối cùng không biết nói gì hơn hết, chỉ biết chúc các cụ, các ông, các bà cùng bạn bè nam nữ của hai cháu có một sức khỏe dồi dào và xin chúc hai con sống lâu trăm tuổi và chúc phúc hai con mạnh khỏe và sống thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện gia đình họ nhà trai.
Vâng, và kính thưa quý vị, vậy là gái Quảng Nam chung tình tròn nghĩa vợ, trai Hải Dương chung thủy vẹn tình chồng, và hạnh phúc giờ đây đang có trong tầm tay của Thủy Chung và Trần Quân. Và một lần nữa ban tổ chức xin được thay mặt cho Quang Viên Hai Khổ cùng tất cả quý vị anh chị và các bạn có mặt tại hôn trường hôm nay chúc cho đôi bạn trẻ Thủy Chung và Trần Quân được hạnh phúc hôm nay và mãi mãi, chúc cho hai bên gia đình có được giàu hiền và rễ thảo. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình để lại vị trí hôn trường và an toàn, xin trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa quý vị, thưa tất cả các anh chị các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, trong ngày hạnh phúc thăng hoa của Thùy Dung và Danh Quân, thì khán bên gia đình cũng có những món quà dành tặng cho con, cho cháu, cho em mình để làm kỷ niệm trong ngày vui hạnh phúc. Và bây giờ đến phần tặng quà của gia đình dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và món quà đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba mẹ của cô dâu hãy lên để tặng quà chúc mừng hạnh phúc cho hai con mình hôm nay. Xin trân trọng. Nghĩa mẹ chi đức người người điện tông, và xin được thay lời cho cô dâu và chú rể trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt cũng như món quà của ba mẹ đã dành cho hai con trong ngày vui hôm nay. Và món quà tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà nội của cô dâu hãy lên tặng quà cho hai cháu để làm hành trang bước vào đây. Xin được cảm ơn món quà của bà nội và chúc bà sức khỏe thật dồi dào. Và vâng, và liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà của ông nội chú cô dâu. Xin mời ông nội chú sắp tặng quà chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu, chú rể xin hãy chuẩn bị để cho chương trình của chúng ta được nhanh hơn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và liên tục chương trình, chúng tôi xin mời món quà của bà cô và ông Dường. Nghe bà, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà cô và ông Dường của cô dâu. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin mời món quà của vợ chồng cô Dường ba. Xin mời cô Dường ba. Xin mời chồng chú bố. Và món quà tiếp theo là món quà của vợ chồng cô Dưỡng Úc. Xin mời vợ chồng cô Úc ạ. Xin được cảm ơn món quà của vợ chồng cô Út. Và những món quà tiếp theo, chúng tôi xin mời món quà của bà Bốn, bà Năm. Xin mời bà Bốn và bà Năm luôn ạ. Và chúng tôi xin mời món quà của bà Sáu. Xin mời bà Sáu. Vâng, bà tiếp tục chương trình là những món quà phía bên ngoài của cô dâu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà ngoại hãy lên để tặng quà cho hai cháu. Xin được cảm ơn món quà của bà ngoại và chúc bà sức khỏe thật dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin mời món quà của cậu Mờ Cá. Vâng. Và chúng tôi xin mời món quà của cậu Út. Xin mời cậu Út. Xin mời món quà của vợ chồng dì Dưỡng Tâm. Xin mời vợ chồng dì Dưỡng Châu Thu ạ. Vâng, và liên tục chương trình, chúng tôi xin mời em của cô dâu, xin mời em Sơn. Vâng, xin được cảm ơn hai em rất nhiều. Cũng có một món quà để dành tặng cho anh chị mình trong ngày vui hôm nay. Thưa quý vị, như vậy trong gia đình chúng ta có còn ai tặng quà để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể nữa không ạ? Thưa quý vị, thưa tất cả các anh chị các bạn thân mến, như vậy phần tặng quà của gia đình dành cho cô dâu và chú rể cũng đã xong. Vâng, và sau những tình cảm ưu ái nhất mà quý chúng ta cũng như những người thân trong gia đình dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và trong lúc này xin quý vị các bạn hãy dành ít phút để lắng nghe lời phát biểu cảm tưởng, lời chân thành cảm ơn của đôi tân hôn.
À, chúng tôi xin mời chú rể hoặc cô dâu sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn đến tất cả quý vị khách quý có mặt tại hôn trường chiều hôm nay. Vâng, như vậy xin mời chú rể Dân Quân sẽ đại diện cho đôi tân hôn có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin mời. Kính thưa gia đình nội ngoại bốn bên, kính thưa con, bạn bè, thân bằng quyến hữu gần xa. Hôm nay là ngày lễ thành hôn và vu quy của chúng con. Trong ngày lễ trọng đại này, chúng con biết ơn tới công lao, sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ hai bên và gia đình nội ngoại bốn bên. Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng con xin hứa sẽ yêu thương nhau hết mực, sống thủy chung, trọn nghĩa vẹn tình, trở thành dâu hiền giả thảo của hai họ. Và trong ngày trọng đại này, chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bà con, bạn bè, thân bằng quyến hữu gần xa đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự và chung vui với chúng con ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, chúng con xin chúc bố mẹ hai bên gia đình, nội ngoại bốn bên, cũng như bà con, bạn bè, thân bằng quyến hữu gần xa luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Và chúc mọi người có một bữa tiệc thật vui vẻ, đầm ấm và ấn tượng. Con xin hết. Mọi người xin quý con hãy dành cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa quý vị các bạn, và ngay bây giờ chúng tôi xin được thay mặt cho gia đình trân trọng kính mời hai họ cùng quý các bạn, chúng ta hãy sở hữu như mình mỗi người một chiếc ly, hãy cùng rót bia và nước vào ly thật đầy, và những ly bia, những ly nước trong hôn trường hôm nay sẽ thay cho những ly rượu hồng. Đi cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc thăng hoa của Thùy Dung và Dân Quân hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời cô dâu chú rể cùng dìu nhau đến thắp ly, hãy cùng khơi champagne để khai tiệc trong chương trình tiệc cưới của mình hôm nay. Vâng, xin mời.